Chào các bạn đến kênh hello, chào các bạn. Chào các bạn đến kênh chia sẻ nghề nghiệp. Hôm nay mình chia sẻ cho người chiên bánh tây yến nha. Rồi bước đầu mình chiên bánh tây yến là mình có bột. Bột gồm những gì? Bột thì mình chuẩn bị bột là bột gạo, 1 kg bột gạo, với nửa ký bột nếp và 1 chai dầu ăn. Và một hả? 3 cái trứng. Và 3 cái trứng. Trứng thì mình lấy trứng gà nha, cho nó đẹp nha mọi người. Màu đẹp. Đó, để mình bỏ vô cái mình nói tiếp nha mọi người. Tại nay ơi mình làm không có kịp. Và mình chuẩn bị 1 cái ly. Cái gì để mình lường á, mình lường cho cái bánh nó khe đồng đều mà nó tròn á nha. Mình ở đây mình chiên cái chảo nhỏ thôi, với cái bếp gà. Bột gạo á, bột gạo thì mình bỏ vô cái xôi như gì. Mình chọn với bột nếp lại với nhau. Rồi mình phát hành đều. Bánh đều như vậy nè, đặt như vậy nè. Đó, đặt như nướng bánh bông lan vậy đó mọi người. Thấy không? Nó đặt như vậy mới được nha. Mọi người mà chiên mà muốn cái gì ngoài nó vàng vàng cái gì nè, thì mọi người bỏ 3 trứng vô nha. Có 3 trứng nó có tác dụng để làm cho cái bánh nó vàng. Chiên mình chiên chừng nào xong á, mình thấy để khoảng 3 phút ở ngoài viền nó vàng như nè. Cái mình trả bề lại là mình vớt, để tại 1 phút nữa mình vớt ra được rồi đó. Mình để lâu quá nó sẽ bị khét. Chiên là cái bánh nó phải đẹp như vậy nha mọi người. Vậy nha, còn cái bánh này nè, nó bị sườn á, bột nó không đều, nó chai, nó bị chai á nha. Mình đánh bột nó cho thật là đều. Tại nãy mình thử mình gắt quá. Nè, cái bánh nó như vậy đó, nó mới đẹp nha. Mình sẽ xé ra coi cái bên trong nó có. Nó hay, nó ngon nha mọi người. Nóng quá. Đây mình hay thợ nướng rồi. Để mình xé, nóng quá mọi người. Quên, nào xé chúng nó bánh đi khét rồi nha mọi người. Nên cầm trả bè nữa. Ok, thấy sao? Giận quá. Xé nha. Ôi, mọi người thấy không? Kể che ghê không? Ăn thử coi. Ngon rồi, ngon. Mà hãy lấy chèm. Rất đẹp. Ngon rồi, thấy không? Mình vừa cho về ra để 1 phút nó sẽ vàng. Nó đều bánh rồi. Rất là đẹp. Tiếp như vậy thì mình sẽ đổ vô cái ly này, mình luộc tiếp để mình chuẩn bị. Hồi nãy mình làm cái ly nhỏ, cái bánh hơi nhỏ, mình để theo lấy cái ly bự, cái bánh nó đẹp hơn nhiều nha mọi người. Rồi mình vớt ra được rồi, mọi người thấy không? Ok, mình sẽ bỏ qua đây, mình lường cho dầu nó nhiễu xuống đây, rồi mình đem qua xoong này. Tiếp tục mình sẽ làm cái bánh khác nha mọi người. Mình đổ thì mình đổ từ từ. Đấy. Thở từ vô giữa nha, cho cái bánh nó tròn, nó bung lên nó tròn đều nha. Ok. Lửa ga thì để nhẹ thôi nha mọi người. Đừng để là lớn quá. Để xe nó giòn cái là đẹp. Ba. Rồi, hello cho mọi người, mình sắp thử ra lò cái bánh đây nha. Đây là cái thứ tư nha, mình vừa chiên xong. Mình chiên ra nhiêu là hết nhiêu nha mọi người. Ăn ngon quá. Mọi người chia sẻ ăn ngon quá, người lấy một cái hết. Hôm nay nhà mình tổ chức làm bánh kẹo kéo. Mà mọi người thích làm kẹo kéo không? Mình chia sẻ cho mọi người làm kẹo kéo. Em quay kia cho mọi người xem kẹo kéo. Chuẩn. Rồi, chính thì nha mọi người đem ra.
mình tính làm cái clip cho kéo kéo cho mọi người xem, nhưng mà cái bánh kẹo kéo nó bị trục chặt kỹ thuật rồi nha mọi người. Rồi mình lại để mình đổ bánh tiếp theo. Mình sẽ đổ huyết đó xuống luôn nha. Đó, không có đổ từ từ, mình đổ huyết đó xuống là nó sẽ tròn đều. Nó sẽ dậy lên nè. Dậy hai bên. Mình đó là khoảng cỡ 3 phút là cái gì này nó sẽ vàng. Giờ mình trở về lại để 1 phút nữa là nhớ ra cái bánh chỉ có 4 phút là có ăn em không ạ. Ok, chờ đợi mình sẽ quấy bột nha. Mình đợi đừng cho nó đạm nó lắng bột xuống. Mình đánh cho nó dậy lên. Như nước bánh đông lan nha mọi người. Xong mình sẽ cho vô chén mình cái ly mình đường sẵn. Rồi làm lại từ đầu rồi đó. Rồi mình lường xong nha mọi người. Chắc mình vừa lường xong là cái bánh nó cũng bắt đầu vàng. Mình sẽ đợi thêm xíu. Rồi bắt đầu nó vàng ghê rồi, mình sẽ trở về. Ừ, vậy nóng quá mọi người. Ngồi dùng tay nóng quá. Ai mà thấy đẹp không? Quá đẹp. Rồi thấy không, bánh tròn đều. Rất là đẹp. Dúng là ghê hai bên. Cái gì vậy đó? Ông mà muốn nói sao nói lấy gì vậy? À, đâu, đâu, đâu. À. Rồi mình lượng ly nha mọi người. Rồi cái bánh này chính mình giới kêu nha. Cái này quá là đẹp. Đúng không? Rồi không? Quá đẹp luôn. Tròn đều. Như cái nón. Rồi tiếp tục mình cái bánh à, dầu hơi ít mình sẽ thêm vô mọi người. Mình thêm dầu vô. Mình chỉ chế từ từ thôi nghe, để phỏng nha. Mình vừa chế dầu vô, mình sẽ đợi dầu nó nóng một chút xíu rồi mình sẽ chia tiếp nha. Cho dầu nó chưa nóng mình chế vô sẽ bánh nó sẽ bị chai. Ta. Mình đổ thì mình đổ quyết định nhưng mà đừng có đổ nhín cái bánh nó bị méo. À, mình đổ vừa đổ là cái bánh nó sẽ nổi lên liền, nó tròn. Tại hai người nướng là nghe mọi người chiên nè. Mình là chuyên gia nướng thì mình lấy cái ly bột cái thau bột. Rồi, cái bánh nó vàng này kìa mọi người, mình sẽ trở về sẽ xào phỏng. Hồi nãy bị phỏng hết cái này, cái vụ cái đũa. Ồ, quá đẹp mọi người ơi. Rồi thấy không, tròn rất là đều. Cái này là nguyên nhân là mình lấy cái ly á, mình sẽ đổ vô miếng đó nó sẽ chảy cho nó bung ra đều. Mình chảy từ từ nó sẽ bị méo cái bánh á. Mình trở về qua đây thanh để 1 phút là mình thấy đem ra được nha mọi người. Bữa nay nhà tập hợp lại làm bánh em hơi ồn nha mọi người, tại vì cái cây con cháu và các em nó đông lắm, nó hơi ồn xíu mọi người cũng thông cảm nha. Tại mùa dịch á, không đi làm được thì mình họp tụ lên một nhà mình làm bánh nè. Khoan khoan.
mình đem ra đây nha mọi người. Đây, đem ra đây. Cái bánh tròn rất là đẹp nha mọi người. Rồi để anh chế cái, để anh chế cái. Đây. Mình sẽ đổ quyết định. Phan đợi Mỹ cái ly về. Con đi nào bự hơn này xíu không nè. Sau một thời gian mình thấy được một mâm bánh nha mọi người, là ăn qua mùa dịch rất là ok, một ngày rất là ngon lành luôn. Rồi video cũng đã dài rồi, mọi người cũng đã biết hết rồi, nên mình sẽ kết thúc video nha. Mọi người nhớ đăng ký chia sẻ cho mình nha. Hello, chào mọi người.